thầy cô, quý đại biểu về thăm trường trung học cơ sở Cái Dầu của chúng em. Sau khi học xong chuyện ngụ ngôn thầy bói xem voi, nhóm chúng em được cô Yến Hoàng phân công và diện dựng tiểu tập ấy để thầy cô cùng xem. Các em nhanh chóng cùng nhau tham khảo tài rồi tiến hành soạn ra kịch bản. Bước kế tiếp là chọn lựa nhân vật để cho phù hợp với từng vai diễn. Chúng em đề cử nhóm trưởng rồi tiến hành tập dượt, được sự hỗ trợ trực tiếp của cô Yến Hoàng. Nhóm diễn viên chúng em tập dượt trong 2 buổi là hoàn thành tiểu phẩm. Sau đây mời quý thầy cô cùng các bạn theo dõi nhé. Cô cùng các bạn cùng đến với tiểu phẩm Thầy Bói Xem Voi. Dàn dựng chỉ đạo nghệ thuật là cô Yến Hoàng, phụ trách âm thanh ánh sáng là thầy tổng phụ trách thầy Huy, với các diễn viên Quỳnh Hưng trong vai thầy bói 1, Công Trung trong vai thầy bói 2, Quốc Duy trong vai thầy bói 3, Văn Minh trong vai thầy bói 4, Vĩnh Nghi trong vai thầy bói 5 và 3 bạn trong vai người quản voi. Và sau đây tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Bói tình duyên, cô nào ế chồng vào tay em đắt hàn hết. Cô nào muốn màn vào tay em tròn tròn 2, 5, 3, 4 đứa ấy chứ. Bói đây, bói đây, bói khuôn mặt, bói chỉ bài, bói chỉ tay, bói này hoài cái gì cũng bói ta bói à. Không nhìn được à, bắn hết quần áo rồi. Không nhìn đấy, thế ô có nhìn không? Bói đây, bói đây, bói đúng 100% đây, bói không đúng không lấy tiền, bói đúng lấy gấp đôi đây. Mãi vô ai bói không? Chỗ nào? Bắt cứ mình. Bát cơ bình tĩnh, dừng lại tán ngủ đi, không ai bối từng dao mỗi miền. Được. Trời ơi, cái đồ bụi. Tới không ai. Number one. Thầy bố em không bao giờ bố nhầm ai, dối lừa ai. Bố đúng em cũng lấy tiền, bố sai em cũng lấy tiền. Bói đây, ai thích vô em bói đây. Number one cái gì? Đã nói ghê đó này, one với cả two. Gặp bát không biết đi thôi. Quan điểm của em đây này, là quan yêu đời. Có càng nhiều người bói thì càng tốt, không ai bói thì cũng không sao. Không ấy, mình ngồi xuống mình bói cho nhau nhỉ. Bỏ trẻ lại gái bỏ đất chồng đây, bỏ đây. Tụi này toàn
hàng. Bói, ai mà thèm bói. Giờ là giờ, từ sáng tới giờ rau khô cái miệng mà chẳng được mới nào. Ôi trời ơi, tôi đây này, thầy bói hay xưa nay vẫn thế. Nói gì đến mấy người đàn em như mấy chú. Bác cứ nói vậy, trai gái giàu nghèo cưới hỏi gì em cho bói được. Cái cây cũng hơn cầm đẹp quá. Các bác ơi, con gì vậy nhỉ? Hả? Chả biết con gì? Chắc là con nghe. À mà không, là con voi. Từ bé tới giờ, không biết con voi là con gì đâu. Vậy thử hỏi cho thầy từng xem voi chưa? Chưa. Vậy, các bác cùng em đi xem voi đi. Đúng đấy, chúng nghe không bằng một thấy. Chúng thấy không bằng một sờ. Chúng sờ không bằng một làm, các bác nhỉ? Voi à, chưa thấy còn gì. Đúng rồi đấy. Tránh ra cho voi qua đi. Có voi, có voi. Này các con voi cho chúng tôi xem voi tí. Trong đợt voi tôi còn đi diễn nữa. Hay là chúng ta biếu bắt con voi một ít cho chúng ta xem voi. Hơi lộ. Biếu bắt con voi một ít cho tôi xem voi. À, được, các bác tự nhiên đi. Trời ơi, ác nhờ. Cây gãy nó có cái gì động không? Không. Trong miệng nó không có gì. Sợ nó gãy sao? Tưởng con voi nó như thế nào, hóa ra nó xương xương như con đĩa. Đến ra. Để tôi xem. Không phải, nó chẳng chẳng như cái đòn can. Đâu, để tôi xem. Ai bảo nó sừng sừng như cái con đi. Thầy không ai giống ai cả. Để tôi coi. Cái thầy phải sai hết cả. Tôi tưởng tội thấy cái chỗ xe cồ đấy mà. Tôi đã bảo là nó dần dần như cái con tin. Bè bè như cái quả thóc. Ai bảo thế, chẳng chẳng như cái đòn can. Thôi, các bác dừng tay lại. Mình nó mỏ canh vậy. Các bác đã nói đúng từ một phần con voi. Nếu muốn biết được cái hình thù của con voi thì các bác phải đoàn kết lại thì sẽ ra được cái hình thù của con voi mà thôi. À, hiểu rồi. Vậy là chúng ta xem một phần con voi. Cảm ơn quý vị và những người các bạn xin mến và các thầy cô.
à, qua cái vở kịch trên thì cho chúng ta biết là muốn xem xét một vật gì đó thì phải xem xét một cách toàn diện chứ không nhìn một phía mà đánh giá đúng được. Đến đây là mình chỉ hết. Thank you.